Nhận định soi kèo Hatta với Djurgardens, 0 giờ 0 ngày 13 tháng 7, vòng 10 vô địch quốc gia Thụy Điển, Sandjan và Djurgardens đang có dấu hiệu sa sút. 7 trận vừa qua tính trên mọi đấu trường họ chỉ thắng được 2 trận, còn lại là 2 thất bại và 3 trận hòa. Có thể nói rằng Djurgardens thực sự là một khắc tinh của Hatta. Theo đó, trong vòng 27 lần chạm trán Hatta trước đây tính trên mọi đấu trường, Djurgardens giành chiến thắng tới 18 trận, 3 trận kết thúc với tỷ số hòa và Hatta chỉ thắng được 6 trận. 4 trận đối đầu gần nhất tại giải vô địch quốc gia Thụy Điển, Djurgardens đều giành 3 điểm tối đa, xé lưới đối thủ 10 lần. Thế nhưng ở trận đối đầu sắp tới, Djurgardens lại sớm bị nghi ngờ vào khả năng mang về niềm vui cho người hâm mộ. Những lần chạm trán Hatta gần đây, Djurgardens đều xếp chiếu trên với mức chấp dao động từ 3/4 đến -1 mùng 1 tháng 2 theo kèo châu Á. Lần tái đấu sắp tới Djurgardens vẫn được đánh giá cao hơn nhưng kèo Handicap chỉ dừng lại ở mức mùng 1 tháng 2. Sau 9 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Thụy Điển 2021, thành tích của Djurgardens đang tỏ ra vượt trội so với Hatta. Theo đó, Djurgardens đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, kém đội đầu bảng 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận, trong khi Hatta mới giành được 10 điểm, xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thế nên mức kèo mùng 1 tháng 2 ở trận đấu sắp tới càng cho thấy cửa trên là kênh đầu tư kém an toàn. Thực tế cho thấy, Djurgardens đang có dấu hiệu sa sút, 7 trận vừa qua tính trên mọi đấu trường họ chỉ thắng được 2 trận, còn lại là 2 thất bại và 3 trận hòa. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Hatta tạo nên sự tin tưởng cùng chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp gần đây, thắng 3, hòa 3. Ngày 7 tháng 8 trận đối đầu gần đây giữa hai đội khép lại với kịch bản có tối thiểu 3 pha lập công. Thế nên mức kèo tài xỉu 2 mùng 1 tháng 2, theo tài được bỏ trên sàn giao dịch châu Á sớm cho thấy khả năng nổ tài trong 90 phút sắp tới không được đánh giá cao. Như đã phân tích phía trên, đội cửa dưới Hatta có lợi về kèo Handicap và 12/15 trận trước đó của họ chỉ có tối đa 2 bàn trận.